Đây là đài truyền thanh huyện Thạnh Phú. Đây là đài truyền thanh huyện Thạnh Phú. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố kêu gọi thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh. Công văn do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký có nội dung nêu rõ. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Nếu chúng ta không có giải pháp hữu hiệu kịp thời thì những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Để hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phong trào của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chống rác thải nhựa. Ủa anh ba, anh làm gì mà ngồi mơ mộng vậy? Ơi, mơ mộng gì đâu chị ơi, tôi đang coi cái ao tôm mà buồn quá trời nè. Chị nhìn kìa, nước ao đục, tôm yếu, rớt dài dài. Ủa, anh chưa dùng Ambio hả? Ambio hả? Đúng rồi, Ambio là vi sinh sống, có chủng vi sinh nhập từ Nhật Bản, công nghệ cao chuyên dùng cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm đó anh. Ambio giúp cân bằng hệ sinh thái ao nuôi, ổn định môi trường nước, ngăn ngừa hình thành khí độc như NO2, NH3, H2S. Vi sinh sống Ambio giúp tôm siêu hấp thụ dinh dưỡng, lớn nhanh mà lại tăng sức đề kháng nữa, khỏi lo dịch bệnh luôn. Thiệt vậy hả chị? Ừ. Mà Ambio đó có an toàn không? Trời, Ambio đã vào top 100 nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam. Là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản đó anh. Có Ambio, tôm khỏe, ăn nhiều, an toàn, tốt cho sức khỏe, đảm bảo cuối vụ bội thu luôn. Ambio hiện đang bán rộng rãi trên cả nước đó anh. Anh cứ tới đại lý gần nhà mình nhất là có hàng luôn. Wow, nếu vậy thì phải đi mua về dùng ngay mới được. Ambio, vi sinh thiết yếu cho người nuôi tôm. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.